Hello, xin chào các bạn đến với channel của cô ba nhỏ. Lễ phục sinh tới rồi thì ở bên Mỹ này có rất là nhiều chỗ, nhiều nhà thờ có Easter egg hunt, là người ta sẽ rải trứng đầy ở dưới cái bãi cỏ hay là dưới cái sân thì để cho mấy em nhào vô lượm trứng. Thì ở trong những cái trứng này sẽ có kẹo, rồi có những cái có khi người ta bỏ tiền ở trong nữa, nhưng mà đa số là kẹo thôi. Thì hôm nay cô ba nhỏ dẫn hai đứa này tới cái chỗ nhà thờ gần nhà, gần trường học của con của cô ba nhỏ đi học á. Thì hôm nay cái này nó không có phải là Easter egg hunt, nó là Easter egg hunt, nhưng mà cái chỗ này nó lạ một cái là người ta mướn cái helicopter, là cái xe, cái máy bay trực thăng á, thả trứng á, từ ở trên trời xuống. Bây giờ mọi người coi nha. I don't know where it went. I can't see it anymore. Yeah. Alrighty, folks, hold on to your bags. Hold on to your hats. Get your basket ready, okay? Oh, he's coming right there. The helicopter's right there. You see it? The red one? You're gonna want to see what he does again. Máy bay trực thăng thả xuống 6.000 cái trứng. Và ở trên cái bãi cỏ này hồi nãy đã có sẵn 2.000 cái trứng rồi, thì tổng cộng là có 8.000 cái trứng để cho mấy em lượm. Nhưng mà mấy em nhỏ thì không có nhanh bằng mấy đứa lớn, cho nên là
mấy đứa lớn nó nhào vào cái chỗ mà cái máy bay trực thăng hồi nãy nó thả xuống đó, cái chỗ đó một bãi cao lên luôn, thì những đứa lớn thì tới đó nhào tới đó hết. Còn em nhỏ này thì không có lanh, cho nên là đi lụm được có mấy trứng à. You can go get some eggs. Hey, come over here. Okay, then there are eggs. Right here. Okay, then. There's no more. There's no more. There's a purple one right there. You can get it. Is there any more for you? There's no more. Okay. Okay then, let's go find Sissy. Yay! How many did you get? Ooh. Look, look what Kaden got. Bây giờ em nhỏ này lại được đi lụm trứng nữa, cũng ở chỗ nhà thờ này luôn. Nhưng mà người ta ngăn ra một cái chỗ này cho những em dưới 3 tuổi thôi. 3 tuổi trở xuống thì những đứa này không có bị người ta giành giật, với lại mấy đứa lớn không có vô đây. Cho nên là cho mấy em một cơ hội để lụm trứng. Mà cái anh này vô lụm trứng gì mà cứ đi chậm chậm không à, không có lụm được nhiều. Are you done? You're done? Okay. There's one right here. It's open, but you can get it. There's one right there. You want that one? There's a green one right there. You want a green one? That's it. Can I smile? Okay. Good job. Okay, you ready to go home now? Let's go. It's done. You want to go in there again? Okay, come on, let's go. Let's go. Rồi, hồi nãy đi lụm trứng phải không? Okay, rồi, show me, dump it out. Dump out your eggs. Whoa, nhiều quá vậy. Nhiều quá vậy. Wow, cái đình có nhiều quá vậy. I want to open this. Okay, open đi. Mở đi. Trong đó có gì vậy con? Oh, it's a candy. Candy. I'm gonna try and open this one. Mở hết đi con. This is so hard. Can you open this for me? No, con mở đi, mở Can hết đi. Can you open this for me? That one's really hard. Chút nữa về cái ba mở. Wow, chút nữa cái ba mở. It's another candy. That doesn't work. Another candy? Wow, cái đình có nhiều candy quá vậy. Yes. Wow, ôi, con đổ đầy đất ở nhà ra nhà đó hả? Let's see what's inside in here. Okay. Atomic fire. Oh, look, Kaden got good one. Fruit snacks? No fair. That's awesome. Yeah. Fruit snack from the 2-year-old, con. Because they can't chew. Let's check this one. It has holes. Cái gì trống nó mở coi. It has tape. Yeah. Má chị hai mở tape cho con. Okay, then open another one.
Wow. Em được nhiều quá vậy. That one broke, but another food snack. Brooke bỏ thùng rác đi con. Sweetheart. Wow. Check this one. Why can't I open it? Because we tape it. Because they all tape it. Can you open this for me? Ngồi ngồi xuống đi mẹ mở chút nữa mẹ mở. Hãy lấy cái này được rồi nè con. Twizzlers. I don't really like Twizzlers, but what? Oh well, I need to get candy. What's this? Cái đó là gì đó? Con có kẹo đó hả? I wonder what the atomic bomb will take. Mẹ con vẽ cái gì trên tay á? Oh, erased it. But it was a rainbow. Cái đèn cười nè. Mấy cái empty hả con? So we like to sort ours out. One bucket with all the eggs, the another bucket with all the candy. Mine's gonna be with the eggs. Look at Skittles! Skittles! Cái đó Smarties con. That's my... Trời ơi, bụi cát không à, tao để chỗ khác cho con. Buster's candy. No, that's not Buster's candy. Trời ơi, thép chi mà thép mà không mở ra được luôn. Con nít không mở ra được luôn. I can do this for you. Okay, nè. Nè, đó mở rồi đó. Let's open it. Okay. Cái gì đó là để em coi cái gì đó. What? Taffy, can I have Yeah, it's taffy. Taffy. Yeah. Nè, open now nè. Nè, open. Chocolate, vanilla, and strawberry. Whoa, there's another. So we can put it in the candy pile right there. Like they have layers of tape on it. I unhelped sissy. Ooh, they're Smarties. Hey, I unhelped sissy. I want to help you too. Okay. Okay. Let Kaden help. Kaden, can you give the eggs to mom? This one don't have tape. Yeah. Rồi, có cái gì đây? Trong này có gì đây? Let's see. Can mommy open one? Yeah, sure. Ta-ta-ta! Whoa, what is it? Đây mẹ mở thêm. Đây mẹ mở thêm. Sweet Tarts Extreme Sour Chili. Ok, rồi, cái này Kaden mở nè. Có Kaden mở nè. Whoa. Put it in the pile. That's a tiki roll. Nó hả? Rồi cái nào nữa? Đưa cái thép đây mẹ, mẹ tháo thép ra nè. Rồi nè. Nè, con mở đi, chị hai mở đi. See what's inside. Whoa, it's like a little like mint or something. Mint? Or like a green thing. À đây nè, cho cái đèn mở nè. Bum! Put it in the pile. Let's see what that is. Let's see if we can focus. Those are like fruities. Fruities from Tootsie Roll. Rồi, để coi cái này nè, cái gì đây? Tại vì, ok, con mở đi. Đưa đây mẹ mở đi, mẹ mở cho con nha. This is hard doing it with one hand. Okay. Nè, nè, em mở nè, em mở. Ah, can you help me? Boom! It's Smarties! Smarties! Oh. It's like a... It doesn't say, but it looks really cool. Let's see what's inside in here. Let's see con mở đi, con mở đi, đây, để mẹ tháo thiết ra. Rồi, cho em mở nè. What's this? It's a Tootsie Roll. Oh, another Tootsie Roll. What's in another green one? I mean, like, how many layers of tape? No, tell me why they have to tape. Tại sao người ta phải dán băng keo? Because the candy will fall. Because from the helicopter, right? Yeah. Này nè, Kaden mở hay chị hay muốn mở? It's a Tootsie Roll. Okay, rồi nè. Rồi, yeah, another tutorial. These are all này, the eggs we cracked open and some were already cracked. Oh, like, look this? How many. What's that? Let's see. Let me see. Come okay. On. That is, let's see, a fruit chew. Nè, cho em mở, cho em mở nè. Nè, coi em mở kìa. What is mystery? Tutorial. Rồi, đây em mở nè, em mở nè. Can I open it? Ok, chị hai mở next one, ok? Whoa! Coi em mở đã. Whoa, what is this? Those are like Starburst. Starburst. But they're bigger. Yeah, they're bigger. Let's put all the empty eggs in. Whoa, it's like another of those things. It's
another of the red and white ones, but that one's purple and white. Okay. So we're going to add all Okay, then put all the open ones in here. Cái nào mở rồi, mở đi con. Right there. That was about to crack open, but it still has two ones on it. Rồi. Nè, chị hai mở nè. Open. Oh, let me see if I can get it. It's fruit snacks. Fruit snacks. It's, mẹ, cái đèn mở nè. It's like an Easter bunny one. Coi em mở kìa. Cái đèn. What is inside? I don't know. Bể ra hả con? Yeah. Oh, it's like a Jolly Rancher. Is it? Did you see inside? It's a Jolly Rancher. Yeah, it is a Jolly Rancher. Mở kìa, mở kìa, mở kìa. Rồi nè, cái đèn open mở cái này nè, cái đèn mở nè. Bum. What is inside? Can I see? Okay. It is another of those fruities or something. Fruit punch. It's fruit punch flavored. Yeah. Bể hết trơn, cái này bể rồi. Ooh. It's broke. That's a Laffy Taffy, I think. Wait, hold on, let me see. Okay. Oh, it's like a chili rope, guys. Nè, cái đèn mở đi. Oh. It's Smarties! Smarties! Let's see. Okay. Smarties. They're a mini pack. Yeah. Can I open that one? Okay. Yeah, mở đi. What's this mini pack? Okay. Whoa! We got another one. Rồi cái này cho em mở nè. Nè cái này khi đành mở nè. How much candy nè. We got? Nè coi em mở nè. What's this? It keeps on getting fruities or tootsie rolls. Yeah. It's tootsie rolls. It's like a fruit. Rồi còn hai cái nữa thôi. One, Sissy open this pink and Kaden open the green, okay? The blue, the teal. Okay, rồi chị hai mở nè. Wait, cầm cái này của Kaden, cho chị hai mở nè. Oh, what's inside? I don't know. It's like Jawbusters, another one of the. It looks like a lemon head. Oh. Let's Whoa, see. What's this? I don't know. What is it? It's a foodie. Okay. Foodies. Any more over there? No. Okay, gather everything up. Oh, this is our candy. Yeah. It's like Halloween. Okay. Rồi, Kaden. Go get all those eggs and put in the basket. Help Andy. Oh, there's another one. Actually, no. No, bỏ vô cái open one. Mở. That's a cracked one. Put it back inside there. Rồi, nhiều quá ha. Bye. Candy. Ăn hết cái phần tiền đó đó. Candy. It's Halloween. No. Just kidding. What is it? It's Easter. But it's not actually Easter. But bye. Give it a thumbs up. Like. Subscribe. And subscribe. And comment down below what's your favorite holiday. Bye. Bye.